Xin chào tất cả anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em tham gia một kèo chương trình iGroup khai thác tốc nhận tốc cần có kèo là BFM nghe các bạn. Chương con này tổng cung nó có 100 triệu tốc cần, có hiệu là BFM. Ngày ra mắt vào tháng 9 năm 2020 nghe các bạn. Vì là chương trình này mới ra như chưa điều kiện các bạn tham gia phải cần giới thiệu 5 người bạn mới có thể rút tiền liền được các bạn. Rồi để tham gia giá các bạn lý phần link mô tả mình để chat chatbot nha các bạn. Rồi bấm nút start ra như gì. Rồi các bạn bấm vào một continue nè. Rồi các bạn lướt captcha nha các bạn. Đây thì nó hỏi captcha số mấy thì các bạn vô captcha qua nha các bạn. HABK7 G. Rồi các bạn gỡ các bạn, lướt captcha hoài nó yêu cầu mình. Rồi, đầu tiên các bạn join hai kênh Telegram, một kênh group và một kênh channel nữa các bạn, và follow và tweet nó, các bạn join lên channel nó là ba kênh gì join này, rồi join kết kênh channel nó channel nó này quá đầy à. Rồi theo word các bạn đi tiếp comment like nha các bạn, follow và like. Các bạn chào mình chúc các bạn cho mình xin một like và một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo mình. Thường thì làm những dự án trên Telegram thì sợ cam lắm nha các bạn, những dự án lậu các bạn theo dõi mình cũng biết phân biệt được, nhưng mà mình cũng tránh không khỏi các bạn. Những dự án nào nó có tờ quýt, nó có thông báo này nọ thì thường thường là nó có văn phối nha các bạn. Còn những dự án nào mà nó quýt và thông báo thường thường là sợ cam chắc. Mình chưa like cho mình like. Rồi các bạn bấm vào nút submit detail nè. Rồi các bạn điền cái username Telegram của mình nha các bạn. Các bạn vào check tin nè. Những bạn nào theo mình thì làm cái group chưa của mình thì biết rồi các bạn. Rồi các bạn điền username theo word các bạn. V này nè. Rồi gửi cho nó nè. Wow. Rồi như vậy là nó kêu mình phải mở tối đa 5 người bạn các bạn mới được vào một quýt giao này, vào một quýt giao mới rút tiền được. Rồi các bạn bấm vào nút passive. Rồi các bạn lấy link ghép này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn, để nhận được 5 người các bạn sẽ nhận được 100 tốc cần có hiệu là BFM FBM, giá trị của khoảng là 8 đô nha các bạn. Rồi đây thì menu thôi, không có gì hết. Vậy video mình 5 member 5 ghép. Rồi các bạn mở theo word mình ra nè các bạn. Các bạn mở Telegram mình ra là cú xin em mình em đây nè các bạn. Các bạn vào setting nè, là username theo word Telegram mình nè. Còn username theo word thì mình các bạn mở theo word mình lên nè. Cái này mình hướng dẫn cho tất cả bạn nào không biết lấy username nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào ba dấu gạch nè, là username của mình cho nằm chỗ này nè các bạn. Nó cộng win v này nè, nó chính nè. Vậy video mình kết thúc các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật Twitter mình nè. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi những video clip tiếp theo mình nha. Mình chúc các bạn có một buổi tối thật là may mắn nha các bạn.